anh chị đang xem cái cảnh xịt rửa cái cơn heo cảm biến trên anh chị ha. Đây là dạng cơn heo nái cảm biến trên, cho nên nó chống nước, chúng ta xịt rửa rất là an toàn sau khi sử dụng. Và cái cân này nó chống chuột nữa, cho nên chúng ta không có tốn tiền sửa cân trong thời gian sử dụng lâu dài. Giờ chúng ta sẽ đến Gia Nghĩa Đắk Nông để giao cân heo cho anh chị Đặng Tuyết anh chị ha. Anh chị xem xong video này mà cảm thấy cái cân điện tử cân heo nái cảm biến trên này nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua đó, thì anh chị cũng thể gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909898833 ha. Và xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy cái video clip này nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông điệp hữu ích về dòng cân điện tử cảm biến trên quá, thì anh chị đừng quên bấm vào nút like và nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Giải Pháp về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử anh chị nhé. Một lần nữa kênh Giải Pháp cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt. Xin cảm ơn ạ.